Xin cảm ơn huấn luyện viên Philippe Troussier vì đã dành thời gian cho chúng tôi và xin chào mừng ông đã trở lại. Ông nói rằng vấn đề tài chính không phải lý do hàng đầu để ông nhận lời trở lại, mà quan trọng nhất là thử thách đang chờ đón ông. Vậy thử thách này có gì thú vị đến vậy? Lý do là vì chúng ta có thể mơ về World Cup. Chỉ đơn giản vậy thôi, vì một giấc mơ. Nhưng giấc mơ nào cũng cần hành động và cần một kế hoạch. Ông thấy mình đã được thừa hưởng những gì từ huấn luyện viên Park Hang-seo? Một điều rất quan trọng là tôi không phải bắt đầu từ con số 0, bởi vì ông Park đã xây dựng một tập thể có cá tính được định hình và có khoảng 40 cầu thủ đủ khả năng khoác đội tuyển quốc gia. Công việc của tôi là tìm thêm những cầu thủ trẻ hơn, bởi vì mục tiêu của chúng ta là World Cup, và World Cup thì 3 năm nữa mới đến. Chúng tôi đều tự hỏi đội tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào dưới thời Philippe Troussier. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm gì với trái bóng. Có rất nhiều cách, và chúng ta bằng nhiệt huyết và bằng chiến thuật phải tìm ra cách tốt nhất. Chẳng hạn như anh tạt bóng, nhưng anh lại tạt hơi sớm. Nếu có thể chờ để 1, 2 hay 3 đồng đội xâm nhập vòng cấm hoặc một người hỗ trợ từ phía sau lên, những chi tiết như vậy sẽ khiến cơ hội thành bàn tăng lên. Đó là tầm nhìn mà tôi có và tôi có thể áp dụng ở đội tuyển. Cảm ơn ông Philippe Troussier và hy vọng giấc mơ của tất cả chúng ta sẽ trở thành sự thật. Một lần nữa xin được cảm ơn ông.